Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại quận Ngũ Hành Sơn. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tăng thêm một ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định đồng chí Tạ Tư Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều động bổ nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định điều động đồng chí Tạ Tư Bình đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chúc mừng và mong muốn cán bộ trên cương vị mới phát huy kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn xây dựng và phát triển quận ngày càng đi lên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.